Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến thăm lại chị Thị Mỹ Ngân. Thì video hôm trước Thiện có quay lên đó, thì sau mấy ngày thì chị cũng được các cô chú bác anh chị giúp đỡ. Thì hôm nay Thiện đến đây để trao cái số tiền đó cho chị. Với lại thì cô chú bác anh chị cũng có hứa giúp đỡ để các nhà cho chồng với con của chị. Thì hôm nay thì muốn đến đây để báo tin vui để cho chị cũng mừng. Rồi em chào chị. Hôm nay không có nằm võng mà nằm trên đây hả? Hôm nay xuống giọng hết nổi à. Ủa gì đó hả? Nó đau quá nằm phải kê cái này nên không xuống giọng nổi nè. Hôm hôm trước khi mà quay phim chị lên thì cũng có rất là nhiều người xin số điện thoại á để chị dẫn thuốc men, với lại có một người chú á có hỏi là từ trước giờ không bị bệnh nhưng mà giờ bị bệnh gì cũng bất ngờ. Thì mình coi mình niệm lại trong cái quá khứ mình có làm điều gì sai trái với trời đất, trời Phật hay với ai đó, thì mình cứ cầu nguyện trời Phật, mình nói là mình lỡ lầm lỗi vậy đó, thì cầu mong trời Phật trời đất tha thứ thì biết đâu là cái bệnh tình nó sẽ khỏi. Có bữa hổm cô kia chỉ dẫn á, cái đi chùa Huệ Quang, cô đó kia là cô cho xin cái pháp danh là Giác Hiền, về nhà tụng kinh, và về nhà tụng kinh thấy ngủ đỡ được 1 tiếng 2 tiếng tụng kinh suốt vậy đó. Cô đó giúp cho cái pháp danh là Giác Quang, Giác Hiền, nó là đệ tử con của Phật nên cố gắng là niệm Phật vậy đó. Mà cũng cố gắng niệm suốt ngày, có sợi dây niệm suốt ngày luôn, xin cầu xin trời Phật thương. À, cô có nhớ số điện thoại của mình không? Dạ nhớ. Rồi đọc trên đây đi, rồi nhiều cô chú anh chị có liên hệ với chị đó để có những cái gì hay đó thì mọi người sẽ giúp đỡ cho chị. Dạ. Còn mong mọi người có thuốc, có chỉ giúp đỡ. Số điện thoại của con là 0343 047 502 0343. 047 502. Thì đây là số điện thoại của chị Ngân. Thì cô chú anh chị có xem được video ngày hôm nay đó thì có những cái bài thuốc hay là những cái cách gì hay mà chữa được bệnh của chị đó thì xin gọi về cái số hồi nãy chị mới nói. Nơi đau quá. Bên này đau quá hả chị? Không có lên nổi, sáng giờ chưa lên nổi. Rồi anh chồng anh đưa con đi học rồi hả? Đưa đi con đi học rồi. Thì theo như tâm nguyện của chị hôm trước có nói đó, thì muốn có một căn nhà để cho lúc mà chị còn khỏe mạnh, chị còn nhìn được đó, thì cô chú bác cũng có hứa giúp cho mình các căn nhà. Được, chị cảm ơn cô bác nhiều lắm. Đó là coi như là tâm nguyện của chị. Còn riêng cái phần nào hỗ trợ tiền mặt cho chị sinh hoạt hàng ngày đó thì hôm nay em đến đây cũng cũng có trao lại cái số tiền của các cô chú bác giúp đỡ cho mình đó chị. Thì hôm nay em tới đây cũng thay mặt chị Hương Nguyễn ở Mỹ có gửi cho 1 triệu đồng, với lại cô Lâm Thúy Lan ở Úc Châu có gửi 3 triệu đồng. Thì hôm nay gửi tới chị là 4 triệu ha. Còn những cô chú bác anh chị có giúp đỡ cho chị đó để cất nhà cho chồng con ở sau này đó thì em sẽ giữ lại để cộng vào làm cái căn nhà đó. Cũng xin cảm ơn cô Hương với cô Lâm cầu Thi Lan. cô Lâm Thúy Lan, cầu chúc cho các cô được nhiều sức khỏe trong lúc khó khăn này, được các cô giúp con cảm ơn vô cùng. Chồng con không đi làm được, ở nhà nuôi con, mình chăm sóc vợ, được nhiều đó quý đó tấm lòng vàng.
À, thì cũng cảm ơn cô và chị đã giúp đỡ cho chị Ngân cũng như là rất nhiều các cô chú anh chị đã giúp đỡ cho gia đình này. Thì do bệnh tình cũng đã lâu, bao nhiêu tiền bạc rồi bao nhiêu cái sự giúp đỡ của bà con cô bác gần gũi ấy, thì gần như là đã giúp đỡ hết rồi, cho nên cũng không có còn xoay sở được nữa. Thì ngày hôm nay được cái sự tiếp sức giúp đỡ của các cô chú bác anh chị đó, để cho chị Ngân tiếp tục nuôi hy vọng để cứu vãn cái bệnh tình. Thì em cũng có nghe nói là chú Tư Dễ ở kênh Cao Anh Trung đó có chữa được cái bệnh này, thì nếu mà có thể thì gắng năn nỉ chú để chữa cho chị một lần ha. Thì em cũng có thấy trên video đó cũng rất nhiều người bệnh cũng nặng mà cũng chữa khỏi và đi đứng ăn uống được đó. Nhưng Dạ, mà chị nghe chị cũng đi dạ năn nỉ chú chữa, nhưng mà bây giờ chú đang bị là ngưng hoạt động á, dạ cho nên đi năn nỉ 2 lần là tội nghiệp ba với chồng chị đi đợi 1 ngày luôn. à Nó tội nghiệp con tôi, cháu tôi nó còn nhỏ quá, mới có 3 tháng mà lúc đó đi năn nỉ là cũng bé mới có 3 tháng rồi. dạ Nhưng chú đó nói là không dám hút thuốc, sợ là nhà nước phạt 3 năm tù với phạt tiền. Đi năn nỉ 2 ngày, thứ hai cho con nằm đợi 2 ngày luôn, nó có ở đâu chỉ mà gán đi xin, nhưng mà chú đó không dám chữa. thì bây giờ chỗ đó là không chữa được, nhưng mà mình có thể là nhờ chú hay gì chỉ cái thuốc gì đó để uống được, hay là mình mua được gì đó. Cái đó em cũng không có từng tiếp xúc, em không biết, nhưng mà đừng có lại tới chỗ mà thôi. Tới chỗ thì tập trung đông người thì không được, nhưng mà có thể là mình nhờ chú là chỉ dẫn thuốc gì đó để về uống trước đó, rồi khi nào mà cái cơ sở đó mà được cấp phép hay gì đó thì mình tới đó điều trị sau. Trước mắt là uống để cái bệnh tình nó không có phát triển tiến triển thêm đó. Đó thì một vài cái cách mình nên thử coi hay sao. Để ba hôm nay ba đi thử, Dạ đi xin thuốc chứ đau quá trời, dạ hồi hôm không có ngủ được miếng, sáng lên không có sức để lên luôn, không ngủ được miếng đâu hả? không có ngủ được 1 miếng, sáng lên là lên không có nổi luôn. Dạ nhìn chị hôm nay tiều tụy mà mệt mỏi hơn hôm trước nữa, nhưng mà cố gắng lên nha chị, hay mình còn cái hy vọng gì đó thì mình vững niềm tin, mình cố gắng. Chị sẽ cố gắng đợi tới ngày mà các nhà đồ hoàn thành, chị cố gắng Dạ niệm Phật rồi cố gắng sống. thì ngày hôm nay bên đây cũng nhận thêm tiền của các cô chú anh chị đó, thì chắc có thể là nay mai nó bớt bớt mưa chút xíu thì mấy anh em mới làm được. Không gài quá trời mưa luôn, tại bão đó mưa liên tục, thành ra nhiều khi muốn làm sớm cũng không làm được. Dạ Được cô chú giúp đỡ gì nên được thì là mừng lắm. ha Đồng tiền cô chú làm ra rất là quý, được cô chú giúp đỡ gì rất là quý. Con hứa nếu như trời Phật thương con, cho con được sống, sau này con sẽ cũng sẽ giúp đỡ mọi người. Con làm được, con sẽ làm nhiều việc thiện được cho gốc yếu phần cho cô, giống như cô chú. Dạ Con sẽ không lo giàu nghèo đâu, chỉ cần con sống được thôi. Con sẽ cố gắng làm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giúp con. Cầu xin trời Phật cho con được sống. bởi vì cuộc đời á, trong cái xã hội á, người ta tranh giành hơn thua rồi ác với nhau á, nhưng mà thực tế thì khi mà vô cái hoàn cảnh tuyệt vọng nhất á, người ta mới quý được cái sức khỏe là quan trọng nhất. Với lại tới lúc đó nên sẽ chia giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những cái cảnh ngặt nghèo nhất, khó khăn nhất. Thì Thiện cũng hy vọng là có cái phép màu gì đó và cái phương thuốc gì đó để giúp cho chị Ngân khỏe lại, sớm hết bệnh để chị Ngân có thể sống và nuôi con, cũng như là chị có thể góp một phần
công sức, cái tâm của mình để đi giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác nữa. Chị nguyện với lòng, nguyện với Phật, với trời, chỉ cần chị hết bệnh thôi, chị chồng chị cũng mới không có lo giàu nghèo đâu, chỉ cần hai bữa cơm thôi. Vợ chồng mình cố gắng làm, những anh chị giúp đỡ mình sẽ cố gắng giúp đỡ những người khác. Chỉ cầu sao cho chị được vượt qua cơn khó khăn này thôi. Càng ngày càng không ngủ được, càng ngày càng không ăn được, càng ngày càng mệt lắm. Hôm nay lại không lên nổi luôn, đã hai lần nhưng không lên nổi. Em đánh răng còn để đó mà không có lên nổi để đánh luôn. Chỉ cầu mong khỏe mạnh, gia đình sum họp là được. Không mong gì hết, cũng không giàu sang, chỉ cần làm được sẽ giúp đỡ mọi người lại, không có muốn gì, chỉ muốn gia đình vui vẻ được bốn người thôi. Đây, em gửi tiền tới chị ha. Thì đây là tiền của cô Lâm Thúy Lan ở Úc Châu gửi 3 triệu đồng, với lại chị Hương Nguyễn ở Mỹ gửi 1 triệu đồng. Em xin cảm ơn mọi người giúp đỡ, còn cảm ơn cô Hương, cảm ơn cô Lan. Cảm ơn mọi người, cầu mong cho cô được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Dạ. Rồi cố gắng lên nha chị, để có gì mình đi năn nỉ người ta đi thêm một lần nữa thì dạ. Đi năn nỉ chỉ cần có cơ hội. Dạ. Cần một chút cơ hội cũng đi năn nỉ nữa. Dạ. Rồi chị giữ gìn sức khỏe ha, rồi cũng cố gắng mình mạnh mẽ lên để chờ cái phương thuốc để cứu chị có thể sống được ha. Dạ, chị cảm ơn em nhiều. Dạ. Chị sẽ cố gắng, chị hứa với mọi người chị sẽ cố gắng. Dạ. Không phụ lòng giúp đỡ của mọi người. Thôi em về nghe chị. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Dạ.